thuộc huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ở xã Phú Thuận A có một lớp học đã tồn tại suốt 10 năm qua và cứ vào dịp hè lại càng đông đúc. Có những học sinh đã gắn liền với lớp học suốt 2 đến 3 năm qua. Cũng có những em lần đầu đến. Đây là lớp học cộng đồng. Hôm nay chúng kia em giới thiệu với anh em một chiếc U4 mini. Chiếc rất đẹp, hàng em ship Nhật về. Còn rất mới, một chiếc này là em tay em dọn và em cũng rất ưng ý vì nó còn lại cái chất lượng rất là tốt ạ. Dây cu loa có thể nói là em thay dây cu loa Nhật luôn. Mời các bác test thử. Model này thì là một trong những cái model mini để anh em có thể đi du lịch hay có thể xách theo quán cà phê nghe nhỏ nhỏ theo kiểu huyền thoại một chút về những năm 80. Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca Năm. Băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72. Với chủ đề ý nhạc tình thơ do nhạc sĩ Anh Việt Thanh và toàn ban nhạc The Blue Note thực hiện. Quay cận cảnh nhá, rất mới ạ. Anh yêu ơi, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, anh đừng than thở, thêm khổ mà thôi. Anh ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng anh ơi, thà nghèo mà biết mình. Em nó rất bé nhưng chất âm của em nó thì anh em phải hiểu rằng là rất tuyệt vời, chất âm rất hay. Chiếc đài này em sẽ giao lưu ngày cuối tuần hôm nay là em sẽ bán giá công khai 3,2 triệu. Anh em mà yêu thì theo cái số điện thoại của em là 0962906666 ạ. Liên hệ với Trung Kiên em thì để chốt ạ. Tình nhạt phai Sáp 939 Latina CVK 50.